là cái sản phẩm. Đây, các bạn nhìn thấy ở trong cái sản phẩm này nó có những cái thuộc tính gì? Thuộc tính của sản phẩm. Sản phẩm này. Một có những cái gì? Đầu tiên ở ngoài cái là cái tên. Tên sản phẩm. Gì nữa? Cái đánh giá sao ở dưới đây? Review rate. Và điểm đánh giá. What? Gì nữa? Bao nhiêu nữa? Ảnh. Không biết là đúng hay sai, nó cũng có ảnh đấy. Gì nữa? Gì? Giá đúng không? Gì nữa? Hả? Thông số. Và thiết kế trong cơ sở dữ liệu là gì? Thì môn này chúng ta cũng học về thiết kế cơ sở dữ liệu. Chỉ có quan tâm, chỉ có biết được con số đã. Được chưa nhỉ? Gì nữa? Hết chưa? Hết chưa? Sao? Đã hết chưa? Các bạn nhìn dưới này. Thấy gì không? Gì? Hết giờ rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Bây giờ 11 rồi. Thấy không? Ở dưới này nó có cái gì? Ảnh này. Đây tôi kéo lùi nhá. Bạn xem này. Nó có đặc điểm này, thông số này, đánh giá này, hỏi đáp này, hình ảnh này. Đúng không? Đấy là những cái phần, những cái thuộc tính nó sẽ có trong cái sản phẩm này. Đó, rất là nhiều. Ngoài ra, cái sản phẩm này chúng ta còn có những cái hành động nữa. Ví dụ như hành động mua này, hành động xem chi tiết này, đúng không? Rồi thêm sửa xóa sản phẩm này ở trong cơ sở dữ liệu này. Đúng không? Đấy là những cái hành động thực tế mà nó sẽ diễn ra ở trong hệ thống của mình luôn đấy. Được chưa? Đấy là chúng ta nói mồm với nhau về sản phẩm. Thế bây giờ để tạo ra một cái lớp đại diện cho cái sản phẩm thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phải tạo ra cái class. Class tên là mobile đi. Điện thoại đi. Đúng không? Đóng ở ngoặc này. Từ những cái thuộc tính này chúng ta có gì? Tên sản phẩm đúng không? Thì chúng ta có một cái và đô la tên sản phẩm phải và đô la điểm đánh giá, điểm đánh giá rồi thì và gì nữa, giá ảnh đúng không, ảnh đại diện đô la, ảnh đại diện và giá rồi thì và ba bốn các thứ khác nữa đúng không. Chi tiết như nào tôi chưa biết, nhưng mà đây là chúng ta đưa những cái gì mà chúng ta muốn phân tích vào, đưa những cái gì chúng ta vừa phân tích vào trong thành cái class của mình, đúng không, thành cái thuộc tính của class. Tiếp theo hành động này, hành động mua đúng không, chúng ta có function mua đóng mở ngoặc, thì tôi ở đây tôi echo ra là thực hiện việc mua sản phẩm, đúng chưa, function danh mục, lấy danh mục thì ở đây nó sẽ là thực hiện echo ra thực hiện việc lấy ra danh mục của sản phẩm đấy đúng không, rồi thực hiện việc thêm hành động lưu, function lưu dữ liệu, thì trong này chúng ta thực hiện một cái công việc đó là echo ra là thực hiện lưu và tạo mới một sản phẩm trong cơ sở dữ liệu, đúng không, có rất nhiều hành động, rất nhiều thuộc tính. Và bây giờ chúng ta sẽ đem ra sử dụng nó. Thì sử dụng nó như thế nào? Xong chưa? Xong đến đây chưa? Rồi. Giờ chúng ta sử dụng cái lớp này chúng ta có gì? Của cái gì đây ta? Chúng ta sử dụng cái lớp này chúng ta có gì? Ví dụ Oppo bằng new điện thoại đóng mở ngoặc đúng không? Sau đó chúng ta có Oppo
trỏ đến tên sản phẩm bằng điện thoại bên này là cái gì? Oppo F3 này ạ. Oppo F3 ví dụ như này. Đúng không? Và chúng ta va đâm ra cái Oppo này. Thì sao? Thì bây giờ chúng ta khi mà chạy nó ở bên này. Nó sẽ ra cái đối tượng là Oppo, bao gồm tên sản phẩm là điện thoại Oppo F3. Các điểm, các cái thông số khác chúng ta chưa có. Đúng không? Rồi bây giờ thực hiện hành động này. Thì con Oppo này tôi thực hiện là lấy giá đi. Chưa có giá, thực hiện mua. Mua. Thì tôi phải thực hiện thì tôi biết như này. Và khi chạy thì thực hiện việc mua sản phẩm. Đúng không? Làm rất là dễ. Chẳng có gì cả, chỉ là tạo class, tạo ra các cái function nằm trong cái class đó. Vậy thôi. Và chứng minh được một cái điều là cái class chúng ta tạo ra nó chạy được. Thì cái việc chúng ta vừa làm, đấy là cái việc tạo ra sản phẩm, tạo ra kiểu dữ liệu, tạo ra class, tạo ra function, tạo ra các thuộc tính nằm trong class đấy. Đấy gọi là trừu tượng hóa đối tượng vào trong lập trình. Đấy là tính chất đầu tiên, tính trừu tượng. Chỉ đơn giản là phân tích và tạo ra cái sản phẩm và tạo ra đối tượng vào trong cái hệ thống của mình và sử dụng nó. Vậy thôi. Được chưa? Đây tính chất đầu tiên, tính trừu tượng. Ghi được cái gì thì ghi. Không ghi được là há mồm đấy. Tiếp theo nha. Do sau về cái tính trừu tượng này. Chúng ta đến với cái tính chất thứ hai là tính kế thừa. Không nhỉ? Tính kế thừa là gì? Chúng ta xem một cái xem có hiểu nhé. Tôi có cái lớp điện thoại này. Tôi viết ở đây một đoạn nữa là tính kế thừa. Rồi chúng ta sẽ có cái class sau. Class iPhone. Extend cái lớp điện thoại. Ở trong không có gì nhá. Được chưa? Bây giờ tôi có cái biến là tôi comment cái phần này vào. Tôi có cái biến như sau. Biến là iPhone 6 bằng new iPhone. Đóng mở ngoặc vào đây. Được chưa? Sau đó tôi tiến hành là va đâm ra cái iPhone 6 này. Được chưa? Tôi va đâm ra cái iPhone 6. Đông nhau. Test này. Gì? Nó ra cái gì? Kiểu dữ liệu là gì? Object thuộc lớp nào? iPhone. Nó có những thuộc tính gì? Tên này, điểm đánh giá này, ảnh đại diện này, nó giá đúng không? Nhưng các bạn quay ngược lại cái code của mình. Trong cái code của lớp iPhone nó có cái gì? Chẳng có gì. Thế vậy nó lấy những cái gì ở đâu? Ở lớp mà nó tiến hành kế thừa. Đây là từ khóa kế thừa này. Extend là kế thừa, là lượng đáng. Nếu mà dịch trực nghĩa tiếng Anh sang tiếng Việt ấy, thì nó là mở rộng. Được chưa?
nó mở rộng với cái lớp điện thoại, nhưng mà thực ra nếu mà dịch trong cái ngôn ngữ lập trình chúng ta cái từ xe là ghế thường, trong ngôn ngữ nào có từ này xe là ghế thường, lớp iPhone của chúng ta sẽ kế thừa từ lớp điện thoại, lớp cha sẽ là lớp điện thoại, lớp iPhone là lớp con, được chưa? Và khi một lớp kế thừa một lớp khác thì nó được phép truy cập đến tất cả các cái thuộc tính và tất cả các cái hành động của lớp trẻ. Đấy là tính kế thừa. Chưa nhà có hiểu không? Rất dễ rồi. Giống như chúng ta cũng vậy, chúng ta kế thừa, chúng ta là con của bố mình thì sau này sẽ kế thừa cả cái nhà. Đúng không? Đấy, đơn giản thế thôi. Như vậy, thằng này muốn thực hiện một cái hành động nó nằm ở lớp cha cũng được không? Thì chúng ta sẽ có là iPhone trỏ đến lưu. Đóng mở ngoặc như này thôi. Thì chúng ta sẽ hiển thị ra ngoài này, thực hiện tạo mới một sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Cái kế thừa này nó sử dụng cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều trong việc chúng ta chỉnh sau này. Được chưa? Nói hết một lượt cái tính chất xong rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại thực hành. Thấy hiểu cái kế thừa đấy chưa? Có ai có câu hỏi thì hỏi luôn nhá. Câu hỏi là mất phần đấy. Tiếp theo, tính đa hình. Tính chất đa hình trong lập trình đúng đối tượng. Đa hình là gì? Đa là gì? Nhiều. Tính đa hình là tính nhiều hình. Thế thôi. Các bạn xem này. Bây giờ tôi có một lớp nữa. Tôi có một lớp nữa này. À, lớp của tôi là class, nhầm, class Samsung. Samsung cũng kế thừa, cũng kế thừa cái lớp điện thoại. Tuy nhiên chúng ta có cái hành động là lấy danh mục này. Trong lớp này nó có cái lấy danh mục. Hiển thị là mình không thích lấy. Miễn là hiển thị cũng là tên khác cho phần trang. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi nha. Tôi có iPhone 6 là của lớp iPhone này. Cái này là thể lấy gọi đến cái hành động là lấy danh mục này. Sau đó tôi echo ra một cái biến, một cái thẻ BR để xuống dòng này. Sau đó tôi sẽ có một cái con là Samsung S7 chẳng hạn, bằng new Samsung, nó mở ngoặc như này. Sau đó tôi sẽ có cái Samsung S7 gọi đến hàm lấy danh mục, nó mở ngoặc như này. Bây giờ output nó ra cái gì? Output ra gì? Nói to lên. Output ra 2 dòng. Nghĩ đi. Đọc đi, đọc từng dòng một. Có phải là output ra 2 dòng không? Dòng trên là? Dòng trên là thực hiện lấy danh mục sản phẩm. Dòng dưới sẽ là mình không thích lấy. Đúng không? Test này. Ồ. Syntax error. Đặt. Ở đây mình thiếu dấu chấm phẩy đây. Đúng không? Hai thằng này thì sao, các bạn nhìn thấy sao? Hai thằng cùng kế thừa một thằng khác. Hai thằng này cùng kế thừa một thằng cha là điện thoại. Được chưa? Ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì đấy? Ở lớp cha có cái hàm nữa. Lớp con có.
Lớp con ở trên, lớp trên có. Tại sao lại được nhỉ? Giống nhá, giống ảo. Ảo anh chị em. Anh chị em. Có chị đi, chị học giỏi không? Chắc chắn là học giỏi hơn đâu rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ này, lớp cha của Thảo và chị Hảo, Thảo và chị Hảo là hai lớp khác nhau đúng không? Hai class khác nhau, chẳng liên quan đến nhau rồi. Hai cái lớp về đường kế thừa, cái lớp là phụ huynh. Đúng nhá, phụ huynh mặc định, chúng ta coi là phụ huynh thì có mặc định là một cái hàm là học tập luôn luôn chẳng kết quả là giỏi. Đúng không? Sau tự nhiên đến cái thằng Thảo này, đột biến. Hai người giỏi lấy nhau, thế là tự nhiên em sự gian lạc nó nổi lên. Thế là thằng này nó cũng có cái thuộc tính là học tập, nhưng mà default ra kết quả là học dốt. Đúng không? Thì là có được phép không? Được. Chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa là các cái hàm. Nhớ nhá, chúng ta định nghĩa là các cái hàm. Mà kể cả cái hàm đấy có ở lớp trang, chúng ta có thể định nghĩa lại và thực hiện công trừ nhân chia output, input các thứ lớp kiểu ghi về cái phòng lớp chặt và nó chỉ được áp dụng cho cái lớp mà chúng ta có định nghĩa ra cái hàm này thôi. Thì cái khái niệm này người ta gọi là cái khái niệm là override. Override ghi đề. Ghi đề là tạo mới ra một cái hàm trong lớp con có thể là cùng tên lớp chặt. Thì khi mà chúng ta thực thi cái hàm ấy, cái hàm mà được override ấy, nó sẽ kiểm tra ở trong lớp con. Nếu có cái hàm đấy thì thực thi cái hàm ở trong lớp con, nếu không có thì thực thi cái hàm ở lớp trang. Được chưa? Và khi mà đã biết như thế này rồi, kể cả ở trên iPhone thì tôi biết, tôi echo từ một cái tech chẳng giống thằng cha, chẳng giống thằng Samsung này, nó vẫn thực hiện được. Như vậy khi mà người ta cho phép làm như này thì cái các lớp của chúng ta nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Đúng không? Muốn làm cái gì thì gọi đúng cái lớp đấy và thực hiện. Thì đấy là cái lợi ích của nó. Thì đấy là cái tính đại. Cùng kế thừa một chỗ nhưng mà nó sẽ có những cái hành động diễn ra khác nhau. Được chưa? Tiếp tục này. Anh hiểu được ra hình gì chưa? Chuyển sang phần tiếp theo. Tính chất cuối cùng. Tính đóng gói. Tính đóng gói. Được chưa? Cái tính đóng gói này nó có nhiều mục đích. Thứ nhất là bảo mật. Bảo vệ các cái thuộc tính, các cái hàm thuộc về một cái lớp nào đấy, nó giúp nó bảo mật hơn. Cái thứ hai là nó sẽ giúp chúng ta gì nhỉ? Tương tác, hiểu được cái phạm vi, gọi là cái phạm vi tương tác và giới hạn. Đó. Rồi chúng ta demo, tôi demo rồi chúng ta coi nhé. Bây giờ ví dụ tôi demo trên cái lớp iPhone này đi. Cái lớp iPhone này của tôi nó sẽ có một cái thuộc tính là public. Không đây. Lớp có điện thoại nhá. Public tên sản phẩm. Được chưa? Và tôi sẽ lấy ra thằng iPhone này. Tôi comment phần này vào. Các bạn xem này. Được chưa? Có được không? Và bây giờ tôi tiến hành va đam. Có ra cái chữ iPhone 6 không? Va đam. Thì trong đây là va đam ra một cái đối tượng đúng không?
thì có hiển thị được cái tên sản phẩm là iPhone 6 không? Đây, đúng iPhone 6. Bây giờ tiếp tục nhá. Điểm đánh giá này. Có ra được không? Đây là chúng ta gán giá trị cho một thuộc tính đúng không? Rồi. Có lỗi gì? Lỗi. Lỗi này không phải lỗi cú pháp. Các bạn để ý này. Lỗi của nó là cannot access protected property iPhone điểm đánh giá. Thấy gì? Protected là như nào? Các bạn để ý này. Cái protected này viết ở đâu? Ở đâu? Lớp cha đúng không? Viết lớp cha đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xuống cái lớp con này. Nó không có cái gì cả đúng không? Và bây giờ chúng ta viết trỏ đến cái điểm đánh giá thì nó sẽ xét lên cái thuộc tính của lớp cha đúng không? Đúng chưa? Thuộc tính đấy định nghĩa ở trên lớp cha. Được chưa? Thì chúng ta lại lưu ý cho tôi này. Cái public, những cái gì mà chúng ta biết là public ấy, thì chúng ta có thể lấy nó ra và gán giá trị cho nó ở bất kỳ đâu cũng được. Ở bất kỳ đâu là ở tính với cái phạm vi nào. Đây này, tính cái phạm vi này. Đóng vào này. Phạm vi của lớp là bắt đầu từ cái dấu mở nhỏ, kết thúc ở chỗ đóng hoặc nhỏ của cái lớp đấy. Được chưa? Ra ngoài phạm vi của nó thì là những cái ví dụ như kiểu là protected private không thể nào mà gán mới hoặc là lấy ra được. Được chưa? Chúng ta lưu ý thôi nhá. Mà bây giờ cái thuộc tính protected này, thuộc tính protected đấy, thuộc tính điểm đánh giá này muốn xét cho nó, muốn xét giá trị cho cái thuộc tính này thì chúng ta phải làm như sau này. Như thế này thì mới xét được. Bởi vì sao chúng ta thấy cái hàm này nó nằm ở đâu? Có trong phạm vi của lớp không? Có đúng không? Đấy, phạm vi của lớp đây mà. Từ đây đến đây này. Có nằm trong phạm vi của lớp không? Có, cho nên được phép xét. Thì bây giờ mình sẽ để xét cho cái giá trị của điểm đánh giá này. Mình sẽ là xét điểm đánh giá bằng 3.4. Bây giờ chúng ta coi nhá. Ra chưa? Đúng 3.4. Rồi. Tiếp theo này. Thì các bạn để ý này. Bây giờ nhá, tôi bê cái điểm đánh giá này, tôi vứt xuống dưới này. Có chạy không? Có chạy không? Không nha. Refresh rồi đây. Vẫn chạy bình thường. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta có cái điều gì ở đây? Public thì ở đâu cũng được. Nhưng mà protected thì chỉ có ở trong lớp được định nghĩa. Và lớp con thì được nhé. Vừa rồi cái thuộc tính là điểm đánh giá thì tôi đưa cái hàm public kia lên trên cái lớp điện thoại cũng có thể xét được giá trị này. Tôi đưa xuống dưới cái lớp cái iPhone cũng có thể xét được này đúng không? Bây giờ tôi tạo cho các bạn một cái thuộc tính mà xuống lớp con không xét được luôn. Chúng ta có thằng thuộc tính là private, ảnh đại diện đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi gọi như này chắc chắn là không được rồi đúng không? Trỏ đến ảnh đại diện bằng xấu trai, ví dụ thế. Này chắc chắn chết.
đúng không? Các bạn để ý này, cái ảnh đại diện, cái thuộc tính ảnh đại diện thuộc về lớp điện thoại là thuộc tính private, mang giá trị là gì? Null. Nhưng mà bây giờ cái ảnh đại diện này nó vẫn là bằng xấu trai. Thế vậy thì cái ảnh đại diện này là thuộc tính của thằng nào? Đúng rồi, nó là thuộc tính của thằng iPhone. Khi mà nó không xét được cho thằng cha ấy, khi không xét được, đặc biệt là thằng private, khi không xét được thì nó chủ động tạo ra một cái thuộc tính public cho chính cái lớp đấy để nó gán giá trị. Được chưa? Chứ nó không gán, không được phép gán giá trị cho cái thuộc tính của thằng cha. Được chưa? Đó, thì chúng ta hãy lưu ý. Tiếp theo nữa này. Thế nếu mà bây giờ tôi vẫn muốn gán giá trị cho cái thuộc tính của lớp cha này, tôi lại viết một hàm vào đây. Chúng ta sẽ có là $this trỏ đến ảnh đại diện bằng URL. Copy cái đường dẫn này. Này có được không? Được. Cái hàm này viết ở đâu? Hàm này viết ở trong cái lớp định nghĩa ra cái private. Được chưa? Cái hàm này viết ở trong lớp định nghĩa private này, chúng ta coi xem có được không nhá. Được chưa? Đúng không? Nó không phải tạo ra cái thuộc tính mới, mà nó sẽ thẳng giá trị cho thuộc tính này bằng số trai này. Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Tôi bê thử cái hàm này xuống dưới cái lớp con là lớp điện thoại iPhone này. Được chưa? Không nhận mà nó tự động tạo ra cái lớp cái thuộc tính mới ở đây. Được chưa? Vậy thì sao private để có gì? Private thì cái phạm vi được xét được truy cập ấy, private thì chỉ chấp nhận xét lại giá trị hay lấy giá trị ra từ cái lớp mà nó được mà nó định nghĩa ra thôi. Được chưa? Tính đóng gói, đây là củ đóng gói nhá. Đóng vào một cục, thằng này thì tư cục của nó là lộ thiên, thằng này thì dùng trong gia đình, còn thằng này là quỹ đen của ai người ấy dùng, đúng không? Nhớ nha, nó ảnh hưởng đến cái phạm vi, tức là cái cứ nhớ cho tôi phạm vi nó là cái này. Đấy, phạm vi nó là cái này. Vậy thôi. Xong chưa? Đấy là bốn tính chất trong lập trình hướng đối tượng của chúng ta. Và phải áp dụng bốn cái tính chất này. Các bạn đi phỏng vấn ấy, đến 80% người ta hỏi bốn cái tính chất này, đặc biệt là hai thằng này thì hỏi cực kỳ nhiều luôn. Nên là quan trọng cách nào khác là phải luyện tập để nhiều kinh nghiệm lên, sau này người ta hỏi đỡ phèo. Nhưng mà đi hỏi phỏng vấn mà không trả lời được tôi thôi dạng. Vậy rồi, xong chưa? Đây là bốn tính chất, tí nữa chúng ta luyện tập. Tiếp tục nhá. Bây giờ tôi giới thiệu thêm cho các bạn này, các cái bonus, các cái thuộc tính đi kèm ở trong cái hướng đối tượng của chúng ta, trong cái class của chúng ta có thêm cái gì. Chúng ta xem này. Chúng ta có cái khái niệm đầu tiên là khái niệm const bằng danh mục. Đây, đường dẫn nhé. Đường dẫn sản phẩm bằng iPhone.
const là gì? Hàng số đúng không? Tôi viết như này có chạy không nhá? Này có chạy không? Đây tôi echo ra cái đường dẫn sản phẩm không? Có chạy không? Đấy không? Thử nghĩ nào. Hàng số là gì? Hàng số là cái này được định nghĩa một lần. Sau này có thay đổi giá trị không? Sau này không thay đổi giá trị. Thế đây chúng ta đang cố gắng định nghĩa lại cái hằng số bằng cách xét cho nó một cái giá trị khác này. Vi phạm đúng không? Constant đường dẫn sản phẩm already defined. Và nó không chạy được. Báo lỗi ngay. Đúng không? Thì ở đây có gì? Không được phép định nghĩa lại hằng số. Được chưa? Một hằng số đã tạo ra rồi thì chúng ta không định nghĩa lại được nó nữa. Luôn luôn nó vĩnh viễn bằng đấy. Xong chưa? Tiếp theo nha. Thế tôi viết như này được không? Comment cái bữa này vào. Echo này, đường dẫn sản phẩm này. Viết này ra gì? Đoán thử là nào. Có bị lỗi không? Đầu tiên là có bị lỗi không? Đoán thử xem. Cú phát không lỗi rồi. Tôi tạo ra ba cái constant đều tên là đường dẫn sản phẩm. Một cái đặt ở ngoài, một cái đặt ở lớp iPhone, một cái đặt ở lớp Samsung. Thế này chạy thì có lỗi không? Có lỗi không? Chẳng lỗi gì cả. Đúng không? Thì đây là một trong những cái tính, thuộc tính của cái lớp rồi class của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể mỗi một class chúng ta chủ động tạo ra các cái hằng số. Được chưa? Hằng số đấy tồn tại ở ngoài không quan tâm. Miễn là cái hằng số đấy chưa tồn tại trong lớp thì chúng ta được phép tạo ra. Được chưa? Và để truy cập vào hằng số của lớp nào thì chúng ta gọi tên của hằng số đó xong rồi 2.2 chấm tên hằng số, không có dấu đô la nhá. Lưu ý cho tôi, được chưa? Cái này rất quan trọng. Sau này chúng ta sẽ được thực hành rất nhiều. Yên tâm. Bởi vì mỗi một cái class chúng ta sẽ có một cái config riêng, một thông số config riêng. Có thể cái thuộc tính đấy nó giống nhau, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là tạo ra mỗi thằng một thông số. Được chưa? Tiếp theo đến phần quan trọng này. Và nãy giờ phần nào chẳng quan trọng. Tiếp theo nào.
chúng ta có một khái niệm như sau. Ở lớp iPhone đi. Thấy có gì lạ không? Static. Thế cái từ static này là như thế nào? Chúng ta để ý này, cái hàng này có thay đổi không? Không thay đổi giá trị nữa đúng không? Được chưa? Và khi mà chúng ta gọi cái hàng số này, chúng ta có cần phải new cái iPhone không? Không, đúng không? Giờ tiếp tục này. iPhone 2.2. Đô la table name. Thấy gì? Thấy cái chữ iPhone đúng không? Thì sao? Có cần phải new không? Cái từ khóa mà cứ cái gì chúng ta định nghĩa là cái từ static ấy, thì chúng ta truy cập vào nó bằng cách là tên lớp 2.2. Đô la tên thuộc tính. Nó thêm đô la vào để phân biệt giữa biến tĩnh và hằng số. Được chưa? Hằng số thì chúng ta sẽ không có đô la, còn biến tĩnh thì chúng ta sẽ có cái đô la. Thì ở đây chúng ta khi mà cần thiết lấy những cái thông số từ các cái lớp ra ngoài, mà cái thuộc tính, cái thông số đấy là thuộc về biến tĩnh, thì chúng ta không cần thiết phải tạo ra, không phải thiết phải new cái đối tượng nữa, mà chúng ta chỉ việc là tên đối tượng 2.2. đô la tên thuộc tính là chúng ta lấy được ra giá trị của nó, và thậm chí chúng ta set lại được giá trị cho nó luôn. iPhone 2.2. đô la table name bằng điện trừ thoại. Sau đó tôi lại tiếp tục làm cái này. Được chưa? Lúc đầu tôi lấy ra ngoài này, echo này, lấy cái lấy cái giá trị của cái biến tĩnh là table name ra ngoài này. Sau tôi set lại giá trị cho cái table name này của iPhone này. Sau đó tôi lại hiển thị lại một lần nữa cái giá trị của table kia ra ngoài. Được chưa? Chúng ta có thể lấy được và set lại giá trị của nó thì nó vẫn thay đổi, còn constant thì không thể thay đổi được. Ghi chú vào nhá, sau này sẽ dùng nhiều. Những cái này chúng ta dùng tốt thì sẽ dùng nhiều. Ra ngoài. Chúng ta nốt lại cách dùng và nốt lại cái đặc điểm của nó thôi nhá. Sau này sẽ dùng. Còn bây giờ mà để mà nói là cái này dùng trong trường hợp nào ấy, thì trường hợp nào cũng cần. Nhớ, chúng ta phải học theo kiểu là tên nó là gì, cú pháp dùng ra sao, tác dụng của nó thế nào. Thế rồi sau này chúng ta thấy cái phần nào có thể áp dụng được cái này thì về vào. Chứ còn bây giờ cứ nói chắc chắn là cái phần này sẽ áp dụng cho cái gì thì nó vô cùng lắm.
Được chưa? Thì nãy giờ chúng ta học qua cái gì? Nhất, nhắc lại một chút nhá. Nãy giờ chúng ta học qua cái bốn tính chất của lập trình đối tượng. Đã bao gồm tính trừu tượng này. Tính trừu tượng đơn giản nó chỉ là mô tả cái đối tượng ở trong cái cái đối tượng tham gia vào hệ thống vào trong code VP của mình thôi. Tạo thành một cái lớp, tạo cho nó các thuộc tính, tạo cho nó các cái hành động, vậy thôi. Tiếp theo, tính kế thừa là một lớp con kế thừa một lớp cha thì nó tuyệt nhiên được mặc định sử dụng các thuộc tính protected và public của thằng cha. Được chưa nhỉ? Sử dụng cả thuộc tính và hành động được viết là protected và public của thằng cha. Còn tính đa hình là chúng ta hoàn toàn có thể viết lại được, hoàn toàn có thể viết lại được một cái hành động của thằng cha. Đó là những trước đấy chúng ta tự chủ động viết lại thôi để làm cho cái project của chúng ta nó phù hợp, xử lý ở trong cái lớp nó phù hợp hơn cho cái yêu cầu. Tiếp theo là tính đóng gói. Đóng gói nó đi liền với ba cái từ là public, protected và private. Thì ba cái thằng này nó sẽ có thể truy cập từ đâu? Đây là tất cả mọi nơi này. Đây là lớp con này, lớp cha. Dạ, thì public có thể truy cập được hết. Protected thì có lớp con và lớp cha. Lớp private thì chỉ có mình lớp cha, chỉ có một mình nữa thôi. Dạ, đây nói lớp cha thì nói không đủ lớp, lớp định nghĩa. Định nghĩa ra cái thuộc tính protected và private thì đây là giảm dần. Chúng ta cứ tuân thủ đúng vào cái bảng này chúng ta sẽ làm tốt. Được chưa? Tiếp nha. Đây là một tính chất. Chúng ta có thêm cái hằng số. Hằng số thì cú pháp của nó là const. Tên hàng bằng giá trị như này đúng không? Và cái hằng số để truy cập về một cái hằng số của lớp thì chúng ta biết là tên lớp hai chấm tên hàng. Rồi, đây là lấy cái giá trị mà cái hằng này nó đại diện cho ra ngoài. Tiếp theo là biến tĩnh. Biến tĩnh thì chúng ta có static, đô la tên biến bằng giá trị. Thì để lấy được cái giá trị của cái biến này ở trong cái lớp thời gian, cái này nó khác so với cái thuộc tính nhá. Các bạn lưu ý này. Vì sao nó là biến tĩnh? Vì cái biến này nếu mà không được định nghĩa thì chúng ta không lấy được, không gán được. Đấy chưa? Còn các cái thuộc tính khác, ví dụ như tôi viết như thế này, đúng không? Thì là đây cần định nghĩa tôi cũng tạo mới được thuộc tính. Nhưng mà cái thằng static này không gọi nó ra thì mà không định nghĩa nó ra thì không gọi được. Ví dụ nhá. Ví dụ tôi set cho cái iPhone này nó đang có cái table name đúng không? Tôi echo tiếp cái iPhone nó sẽ có, tôi gọi cái thuộc tính là delete đi, có không? Cái này được định nghĩa lỗi, được chưa? Thuộc tính tính tức là cái thuộc tính là phải bắt buộc định nghĩa ra ở trong cái lớp ví dụ thì chúng ta mới gọi đấy được, còn chưa định nghĩa thì không bao giờ để truy cập ra được. Còn các cái thuộc tính bình thường thì chúng ta có thể tự chủ động tạo ra, đúng không? Chỉ cần hút tên tính tới gắn vào giá trị, thế là xong. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa thuộc tính tĩnh và cái thuộc tính thường. Được chưa? Tiếp nhá. Còn một cái nữa, bảo cái này ứng dụng ngay bây giờ đây.
sắp ngay sau đây một vài phút chúng ta sẽ được ứng dụng không? Ra ngoài đi sau. Hàm tĩnh. Nhìn thấy chữ tĩnh không? Chữ tĩnh này chuyển sang main code thì nó là cái chữ gì? Thì lại có static function. Tên biến là tên hàm. Ở trong này chúng ta vẫn nhận đa số như bình thường nhé. Nếu cái chuyển, yeah. Đây là tên nghĩa ra hàm tĩnh thì là static function. Được chưa? Bây giờ gọi hàm tĩnh thì là thực thi hàm tĩnh này thì gì ạ? Tên lớp 2.2 chấm tên hàm tĩnh. Đóng một ngoặc nha. Thì với cái hàm tĩnh này chúng ta không cần thiết phải đi cứ thế chẳng. Xong chưa? Đó, rất đơn giản. Bây giờ nha, thực hành này, các bạn tập trung vào bây giờ phần quan trọng này. Thực hành nhé. Lý thuyết thì từ có thể từ thực hành gỡ ra được. Nhưng mà thực hành để mà từ lý thuyết gỡ ra thì khá khó. Bởi vì cú pháp mà. Cho coi này, đây tôi chỉ comment lại thôi nhá, về nhà các bạn có thể xem lại. Rồi. Chúng ta nhìn thấy cái lớp iPhone này đúng không? Chúng ta thực hành luôn nhá. Lớp iPhone này chúng ta có static function where. Ở đây tôi sẽ echo ra cái select sound from. Đây là static table nhá, đúng không? Thì tôi sẽ có from cộng với iPhone 2.2 chấm dollar table name. Tôi return model. Thôi dừng tạm dừng ở đây đã. Được chưa? Static where. Đây là biến tĩnh này. Rồi code nhá. Được chưa? Tôi gọi mỗi iPhone where thôi. Giờ ra cái gì? Output sẽ ra cái gì? Hàm đây. Hiển thị cái gì? Có biết đọc không? Đọc cho tôi cái nào không? Select sound from iPhones. Được chưa? Đúng không? Xong nhá. Để tiếp tục này. Ở đây trước khi select sound ra, tôi sẽ có một cái biến là model bằng new iPhone. Đúng không? New iPhone. Xong chưa? Tôi vẫn echo ra cái này. Ở đây tôi sẽ cho nó bằng cái này. Model trỏ đến query builder bằng cái này. Được chưa? Sau đó tôi return cái biến
model. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ có cái này. Cái biến là iPhone bằng iPhone 2.2.where. Thì bây giờ nó nhận được cái gì? Cái biến iPhone của tôi kia nó nhận được gì? Ví dụ tôi iPhone X đi. Cho nó sĩ. Nhá, iPhone where và tôi tiến hành va đâm ra cái iPhone X. Giờ cái iPhone X nó va đâm ra cái gì? Code đây nha, để tôi thu gọn cái code này vào cho dễ nhìn. Ủa sao không thu được ta? Sao không thu được nhỉ? Không thu được không ạ? Rồi kệ nó đi. Tôi đưa cái thai thằng này lên trên. Không xóa bén nó đi cũng được. Đây, cho nó dễ nhìn. Bây giờ cái iPhone X này nó trả ra cái gì? Hả? Sai. Một đứa sai. Có nhìn thấy cái gì đi không? New thì là tương đương với cái gì? Hả? Tạo một đối tượng đúng không? Đúng chưa? Thế bây giờ tôi trả về cái gì? Trả về cái đối tượng đấy đúng không? Nhìn kỹ đi xem nào. Khi mà gọi hàm where này thì tôi có một cái biến model bằng tạo ra bằng một đối tượng là iPhone này. Sau đó tôi gắn cho nó với một cái thuộc tính, tôi gắn nó tạo ra một thuộc tính là query builder bằng cái câu lệnh SQL này. Sau đó tôi trả về cái đối tượng đúng không? Thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà tóm lại là Vadam nó ra cái gì? Tóm lại là Vadam nó ra Vadam của kết quả của Google này. À, tôi va đâm cái iPhone X thì nó trả cho tôi cái gì? Cái gì? Đối tượng chứ ra cái gì? Đúng không? Coi này. Đúng là object iPhone không? Có thuộc tính là tên này, điểm đánh giá này, ảnh đại diện này, giá này. Và cái thuộc tính query builder bằng select sound from iPhone đúng không? Đúng chưa? Xong chưa? Rồi nhá. Cái này là đối tượng đúng không? Công nhận với tôi đây là đối tượng không? Rồi, tiếp này. Rồi, bây giờ tôi sẽ có như sau. iPhone X trỏ đến get. Ra cái gì? Select sound from iPhones. Đúng không? Chính xác. Được chưa? Bây giờ tôi viết thế này có được không? Được không? Output của cái này là một đối tượng này. Đúng chưa? Đối tượng thì được phép trỏ đến cái hành động của nó chứ. Được chưa? Thế bây giờ nó trả chúng ta cái gì? Vẫn là select sound from. Các bạn biết tôi định làm gì chưa? Đây nha, cho xem định làm gì nha.
copy cho nhanh nhá. Để tôi đi tôi copy cho nó nhanh, bây giờ tôi lười viết mấy cái này lắm. Lâu vậy. Rồi, chúng ta có con này. Bây giờ trả về cái gì? Toàn bộ thông tin của bảng iPhone đúng không? Bây giờ cái bảng iPhone này tôi sẽ đổi tên nó thành cái products. Bởi vì cái bảng này tôi có trong cơ sở dữ liệu. Index dòng 72. Ở đây. Không echo được, cái này không echo được. Đây là tôi sẽ lấy ra là products. Rỗng à? Sao lại rỗng nhỉ? Chờ tí nhá. Để ta xem cái DB này là cái gì. P à, nhầm. Để ta xem lại cái DB của tôi là cái gì đã. Thì lấy user đi, lấy user nhá, bảng là bảng user, cái iPhone tôi sẽ sửa thành cái user, sai gì, sai cái răng, sao, chúng ta có gì, lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng đấy đúng không? Bây giờ chúng ta có gì? Viết trong này thì nó hơi khổ. Công nhận không? Viết trong này thì nó hơi khổ một tí. Nhưng ở đây chúng ta dùng có nhanh không? Một dòng là ra toàn bộ sản phẩm đúng không? Có mỗi dòng đấy chứ? Đâu có nhiều đâu, dòng thứ hai là từ 3 năm. Đúng chưa? Dòng thứ hai là tôi tiến hành từ 3 năm nhưng tôi có làm gì đâu. Đấy chứ nhỉ? Thế vậy thì đây nhá. Chúng ta hoàn toàn để dùng một dòng này để lấy dữ liệu của cơ sở dữ liệu đúng không? Chúng ta mở rộng cái này, đây là cái lớp là lớp iPhone, nó đại diện cho cái bảng là user đúng không? Thế liệu chúng ta có thể là áp dụng cái tính là tính kế thừa và tất cả những cái bảng và những cái lớp và đại diện cho mỗi một bảng trong cơ sở dữ liệu là đều kế thừa một cái lớp nào đấy? Mà trong cái lớp cha nó có cái que, có cái get này. Có được không? Sao không được? Được quá đi chứ. Thử nhá. Chúng ta thử nhá. Cái này tất nhiên nó sẽ có cái mới. Đây tôi thử chúng ta xem. Tạo một cái thư mục tên là base model. À model. Tạo ra một file. Chúng ta sẽ có cái class tên là base model. Trong này chúng ta sẽ có một cái public static function. Các bạn làm luôn đi. Public static function tên là where
không tên là on trước đi, tên là on, cho chúng ta viết code ở đây. Chúng ta sẽ có như sau, câu SQL nó sẽ bằng select sound from, ở đây tôi cần là cái table name nữa đúng không, đúng chưa, tôi cần cái tên table name nữa, tôi cứ để tạm đây đã, vứt đấy tí tính, tôi return ra cái SQL. Các bạn tạo cùng với tôi đi, chúng ta đi cùng với nhau. Xong chưa? Được chưa? Tiếp tục tạo một lớp nữa. Và lớp nữa. Một lớp là product, một lớp là user. Được chưa? Tạo ra hai cái file mới thôi, chưa có gì cả. Bây giờ trong code, trong cái user này, class tên là lớp user, extend cái lớp base model, và ở trên này chúng ta require cái file là base model.php. Trong này chẳng viết cái gì cả. Được chưa? Tương tự với cái lớp product, xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có như sau. Tạo ra ở ngoài nhé, chứ đừng tạo trong file model này, tạo ở ngoài này. Một file là list.php. Trong file này require one. Cái file model.user.php. Require one. Cái file là model.product.php. Bây giờ chúng ta có cái biến user sc bằng user
2.2.where à, all chứ, quên, xin lỗi các bạn. Và vadam để biến user được chưa? Bây giờ nó ra cái gì? Chém. Ra select cell form. Test nhá. List.php đúng không? Select cell form đúng không? Được chưa? Bây giờ thấy cho xem điều kỳ diệu này. Trong này, trong cái lớp user này, chúng ta thêm một cái static $tablename bằng user sc, copy làm đi, cứ thêm vào đi. Được chưa? Tiếp tục này. Xong cái này chưa? Xong cái này chưa? Ờ, lâu rồi. Ngồi nặng cái gì mà không nặng lâu vậy. Xong chưa? Copy này. Sang cái product này pet xuống. Thay cái bảng này. Cái bảng product sẽ đại diện cho cái bảng product ở trong cơ sở dữ liệu đúng không? Được chưa? Sửa tên thêm mà. Xong chưa? Tiếp tục này. Bây giờ coi nha. Vào cái base model này. Select sound from cộng với static 2.2. $tablename. Vẫn return SQL. Thử xem nó ra cái gì. Xếp xuống. Ra chưa? Xếp sao cái gì? Thay thế cái user, class user bằng cái class product. Ra cái gì? Con ra product không? Chèo. Chứng tỏ là biết xài đâu đấy. Được chưa? Sau cái này chưa? Test này. Test nhá. Select sound from user này. Được chưa? Chúng ta để ý này. Ở cái list này chúng ta gọi từ cái lớp nào gọi đến cái hàm ôn. Bây giờ tôi thay cái này bằng product này. Thấy gì? Nó lại là thành product. Hiểu được làm gì chưa?
Biết tôi định làm gì không? Làm quái gì nữa? Lại bê cái này sang. Bê cái này sang. Câu SQL có rồi. Đúng không? Câu SQL có rồi, viết một hàm có thể áp dụng cho nhiều class. Xong chưa? Thế vậy thì ở đây chúng ta tắt cái gì? Bạn không hiểu cái static đúng không? Bạn không hiểu cái này đúng không? Đoán thử nó là cái gì? Có phải nếu tôi gọi, các bạn để ý này, có phải nếu tôi gọi từ cái lớp user hai chấm on đúng không? Thì câu lệnh của tôi là select sao from static hai chấm thêm một em đúng không? Gì đấy đúng không? Bây giờ nếu mà tôi bỏ chữ static này đi, tôi viết vào đây chữ user, các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Hiểu không? Là truy cập vào cái biến tích, đúng không? Truy cập vào cái biến tích của cái lớp user, đúng nhở? Tôi thay vào đây bằng cái biến product, bằng cái lớp product, các bạn có hiểu không? Được chưa? Thế vậy thì cái state tôi viết ở đây có ý nghĩa gì? Cái này nó bằng này. Cái này nó bằng này. Hình dung chưa? Cứ cái chữ chỗ nào có cái chữ state thì ở cái hàng nào là ở cái chỗ nào chúng ta gọi cái lớp trong hai chấm chấm thì cái lớp này sẽ được thay thế vào. Được chưa? Đấy là lý do vì sao chúng ta có thể lấy được cái table name ở lớp user và ở lớp product. Xong chưa? Đây gọi là gần như là cái cầu nối của chúng ta. Xong chưa? Còn gì nữa? Bây giờ tôi lấy dữ liệu thật nhá. Tôi test lên dữ liệu thật cho các bạn coi nhá. Chúng ta sẽ có cái PT đây đúng không? Chúng ta có user này. PT12 có phải lớp này không nhỉ? Không 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 không. Đâu? Đây lớp 12211 mà. Đây tôi làm luôn trong này nhá. Tôi làm luôn trong này nhá. Tôi làm luôn trong cái PT12312 này nhá. Tạo ra một cái bảng mới này. ID in auto increment name price detail rồi thì feature image, bảng này tên là bảng products. Xong. Bây giờ chúng ta có hai bảng, một bảng là bảng user ID, name, email, password, member, token và avatar, một bảng là bảng product ID, name, price, detail. Tôi thêm dữ liệu vào đây. Đây là iPhone X. Price là một quả thận 30 củ. $1,500 đúng không? Detail là một quả thận. Feature image, đây là iPhone, đây là Samsung S mấy, S vừa rồi là S8 đúng không? Đây là 1700, ví dụ thế. Đây là một quả rưỡi à. Ví dụ thế, tôi có hai thằng này thôi, demo thôi nhá. Rồi bây giờ này, trong này đúng không? Chúng ta bịa vào đây thêm một hàm nữa là function getConnect bằng getConnect này. Chúng ta sẽ có một cái biến con. Đây, chúng ta có biến server. Decode nhé, decode cho nhanh nhé.
Cái này thì hiểu đúng không? PT12312 gạch ngang MVC à? Gạch ngang MVC. Vẫn root này, password như vậy này. Được chưa? Bây giờ chúng ta có cái gì? Có SQL này này. Có cái biến con bằng chết mẹ rồi, nhầm rồi. Cái này chúng ta sẽ lại, nếu mà làm này thì phải static. Đây đây chúng ta sẽ có như sau. Nãy chúng ta có cái này bằng tương đương với user hoặc product đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái model bằng new static. Cái này thì có hiểu không? Cái này có hiểu không? Nếu bây giờ lại nếu mình có model nhá. Và new static. Đây tôi bảo gì? Nếu mà product này cần small thì cái chữ product này vẫn vào đây đúng không? User thì user vẫn vào đây đúng không? Đây là giờ cũng thế. Đúng chưa? Cũng thế. Nó sẽ nếu mà user 2.0.0 thì ở đây chúng ta model bằng new user. Nếu product 2.0.0 thì model sẽ bằng new product. Có thế rồi. Được chưa? Xong. Bây giờ con nó sẽ bằng $model trỏ đến get connect. Cái này có hiểu không? Hai thằng user và thằng product đều kế thừa cái lớp base model. Đúng không? Thì bây giờ nó được phép gọi một cái hàm của thằng cha nó chứ. Và hàm này trả ra cái kết nối đến cơ sở dữ liệu đúng không? Xong chưa? Rồi, xong. Tiếp tục này. Cái biến STMT bằng con trỏ đến prepare cái gì? Câu SQL. Sau đó STMT trỏ đến execute và cuối cùng là result bằng STMT trỏ đến fetch on và cuối cùng là return cái result. Được chưa? Rồi bây giờ coi ở list nhá. Tôi vẫn user on, user bằng product on này. Tôi sẽ có cái echo ra cái rồi coi này, coi output nhá, ra gì? Có phải toàn bộ dữ liệu ở trong bảng product không? Tiếp tục này, từ từ, chưa gì phải há mồm, cái này còn dễ lắm. Tôi thay bằng user nhá, có phải admin không? Sao? Có dễ không? Toàn kế thừa ấy, toàn kế thừa và xây dựng, chưa có cái gì gọi là ai, không tí ai, là cái thay của đêm đúng không? Một tí rồi, còn đến giờ là toàn kế thừa. Ứng dụng cao chưa? Xong chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Select theo một điều kiện này. Thường thường là câu lệnh select theo một điều kiện là cái gì? Select sao from tên table rồi where đúng không? Ở thì where public static function where. Đây là điều kiện condition bằng một cái mảng. Được chưa? Giờ lại cái gì? Model bằng cái này. Vẫn là select sao from đó này. Được chưa? Cái này tôi sẽ để set cho nó bằng model trỏ đến thuộc tính là query
builder này. Sau đó model trở đến query builder cộng bằng cộng chuỗi. Bây giờ ở câu trên là select sao from tên bảng nhá. Tiếp theo cộng chuỗi này cộng với cách where. Được chưa? Where rồi có cái gì nữa? Cứ cho cái câu where này của chúng ta sẽ nhận thế này. Ví dụ user nó sẽ bằng user 2.2. Where trong này truyền một cái array đúng không? Điều kiện là id lớn hơn 2. Giờ đây là cái phép so sánh này. Đây là id lớn hơn 2. Xong chưa? Bây giờ nhỉ? Id lớn hơn 2 hoặc là name like admin chẳng hạn. Ngay được đúng không? Bây giờ 3 tham số, chúng ta luôn luôn có 3 tham số. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau này. Where này, model trở đến query builder cộng bằng cái biến condition ở vị trí số mấy, cột đây tôi lệnh select sao from tên bảng where tên cột đúng không? Ở đây trong cái vị trí nào là tên cột? Không là tên cột đúng không? Condition ở vị trí số 0 này, được chưa? Model nhớ phải cộng thêm một dấu cách nữa nha. Không để nó sát vào nhau là không chạy đâu. Rồi tôi duplicate lên. Tiếp theo là đến cái gì? Condition 1 cách ra, condition 2 cách ra. Và bây giờ chúng ta va đâm ra cái return, tạm thời return ra cái model trở đến query builder xem nó ra gì nhá. Được chưa? Tí nữa tôi sẽ đẩy code lên trên GitHub, các bạn cứ lên đấy lấy thoải mái, không phải sợ. Where này, ID, có cái gì đấy, tôi vừa làm gì này trời. Rồi, ID này, lớn hơn này, 2 này. Xong chưa? Quay ID lớn 2 này, bây giờ phép like này. Name này, like này, %% ADM. Được chưa? Đúng không? Này có đúng không? Chưa đúng. Này chưa đúng. Đây. Nếu mà chúng ta lôi cái này vào trong câu SQL chạy có được không? Được vào mắt query này, thấy lỗi không? Câu này không được, phải như này mới được này, đúng không? Ê, bây giờ chúng ta còn thiếu hai cái phẩy ở bên ngoài nữa chứ gì? Nhét vào đấy, query builder cộng này, string này, phẩy này, và bây giờ là phẩy này, string này, bỏ cái này đi, xong chưa? Rồi test, đúng chưa? Copy này, chạy này, chạy chưa? Được chưa? Đây, làm que đây, xong query builder chưa? Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ tiến hành return model. Return thẳng cái model luôn. Bởi vì sao tôi return model? Bây giờ quay đi đầu tôi mới dừng lại ở condition thứ nhất. Sau này nó còn nghe condition thứ hai, co condition thứ ba thì sao? Đúng chưa? Thế cho nên tôi không thể thực hiện được ngay lấy rằng tham gia ngay mà tôi phải quá trình hàm để lấy rằng. Tôi quyết định khi nào tôi lấy rằng. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái hàm. Ở đây là một cái public function là get. Hàm này chẳng nhận cái gì cả, mỗi là get thôi. Chúng ta sẽ có đi copy.
condition bằng model get, không phải là model mà là this, đúng không? Bởi vì cái hàm where kia chúng ta làm trả về đối tượng rồi. Đây này, cái hàm where chúng ta trả về đối tượng rồi, bây giờ chúng ta lấy ra thì chúng ta chọn get như này thôi. Get đây đúng không? Thì là ở đây nó trả cho đối tượng rồi này. Thì chúng ta ở trong cái hàm, ở trong cái hàm là get này thì chúng ta được phép gọi this, đúng không? STMT bằng prepare của câu this trỏ đến query builder execute result STMT fetch all và return the result. Thử nhá. Đúng một không? Đúng line admin không? Name line admin chưa? Bây giờ các bạn muốn tìm cái gì? Đây cái cơ sở dữ liệu của tôi đây. Muốn tìm con cái điện thoại nào có giá lớn hơn 1500. Thử nhá. Xem có đáp ứng được không? Product. Product where price lớn hơn 1500. Đúng nhá. Đúng không? Thêm một cái nữa nhá. Đây là gì nhỉ? Có cái điện thoại nó đắt đắt tí không? Vertu. Vertu. Đây là khoảng 3000 đô. Đây là hai quả thận. Quy hết cho thận. Được chưa? Cái này có lớn hơn 1500 không? Ờ. Đúng chưa? Dùng có sướng không? Có đỡ nông dân hơn mình ngày xưa không? À. Rồi chúng ta sẽ hoàn thiện tất cả liên quan đến việc lấy ra. Select bình thường này, select all này, đầu tiên là select all này, select where một điều kiện này, select and where, select all where, order by, limit. Rồi gì nữa? Delete. Đấy là lấy và xóa, đúng không? Rồi còn gì nữa? Thêm, insert, rồi thì xóa. Chỉ việc như này không? Muốn thêm cái gì? Muốn thêm cái gì thì quá đơn giản luôn. Đến lúc đấy của chúng ta, ví dụ chúng ta muốn tạo ra một cái, muốn tạo ra một cái người dùng mới, muốn tạo ra người dùng mới gì? User bằng new user. Sau đó user có name bằng XYZ chẳng hạn. Duplicate lên user có email bằng XYZ a@gmail.com. User có password bằng 123456. Xong rồi sao? User trỏ đến insert. Một phát như thế này là lưu luôn. Xong. Bây giờ update đi gì? Bây giờ câu lệnh sau này nó sẽ là câu lệnh insert của chúng ta này. Cái này nó sẽ, sau này nó sẽ là câu lệnh update này, à, insert này. Thấy chưa? Câu lệnh insert của chúng ta đấy. Câu lệnh update này. Update thì thường thường update cái gì đó, người ta truyền cho chúng ta một cái ID đúng không? Thấy chưa? Có ID rồi gì? Thì user bằng user 2.2.file1. Cái biến ID truyền vào. Sau đó user chỉ update trường email hoặc là trường password thôi, đổi password chẳng hạn đúng không? User trỏ đến password. Password bằng MD5 của cái text nào đấy, ví dụ như kiểu là 0987654321. Xong, bây giờ update gì? User trỏ đến update. Mỗi thế này là xong. Đây, còn delete gì? Delete đây. Update xong xóa luôn nhá. User trỏ đến delete. Đấy. Thêm sửa xóa lấy ra. Có hài lòng. Function nằm hết trong base model. Tất cả function chúng ta đưa hết trong base model. Thế chứ, buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành nhiều hơn về phần này. Và đây bây giờ chúng ta chỉ có kế thừa. Toàn bộ là kế thừa. Và có một tí ti gọi là đa hình. Đúng không? Đó, rồi xong. Về ôn đi nhá, tôi sẽ đẩy video lên trên YouTube.